Xin chào các bạn. Trong dịp kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và đất nước ta được thống nhất, trong nhiều ngày qua tôi đã cùng với các bạn xem rất nhiều bộ phim tài liệu nói về chiến tranh Việt Nam, nói về ngày mà chúng ta nói về ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Và thưa các bạn, trong những ngày này liên tục tôi nhận được rất là nhiều thông tin của nhiều bạn, trong đó các bạn đã nêu ra các cái những cái video clip cũng như những phát ngôn phát biểu của nhiều người, mà tôi cho rằng những phát ngôn phát biểu đó là những cái kiểu của những kẻ vô ơn và những xem thường xương máu của dân tộc ta. Bởi vì để có được nền hòa bình ngày hôm nay, để có được đất nước chúng ta trọn vẹn, giang sơn thu về một mối như ngày hôm nay, cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta đã đổ ra rất nhiều xương máu để đánh đuổi ngoại xâm, cũng như đánh đuổi bè rủ tay sai bán nước. Do đó cho nên tất cả những cái phát ngôn, những cái ngôn từ trịch thượng cho rằng đây là một cuộc cưỡng chiếm của miền Bắc đối với miền Nam, hãy xem đây là ngày tháng tư đen, đó là những cái hành vi vô ơn bội nghĩa với xương máu của dân tộc, xương máu của tất cả các vị tiền nhân đã đổ ra cho nền hòa bình này, cho sự độc lập tự do hôm nay. Và có một điều mà tôi thấy rằng là tất cả những cái người phát ngôn như thế, đó là những kẻ đã có sự căm thù một cách cụ thể đối với chính quyền, đối với chế độ hiện tại, và rằng đó chỉ là những kẻ ích kỷ, nhỏ nhen. Họ chỉ biết được cái hận thù cá nhân của mình mà quên mất đi rằng dân tộc chúng ta mới là trọn vẹn, mới là vĩ đại, và lợi ích dân tộc phải luôn luôn đặt ở trên hết. Có thể ngày xưa chúng ta thù hận chế độ, nhưng mà vì ngày hôm nay đất nước ta đã thống nhất, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập như ngày hôm nay, thì việc cần làm của một người công dân của một quốc gia đó là xây dựng đất nước này, chứ không phải là việc đưa ra cái tư tưởng chính trị của mình để áp đặt lên một cái hệ thống tư tưởng chính trị khác. Và nhất là cái hệ thống tư tưởng chính trị của những người cộng sản ngày hôm nay, nó đã được chứng minh rằng nó ưu việt hơn cái hệ thống tư tưởng chính trị nô lệ, tay sai và phụ thuộc của chính các vị Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Các vị luôn tuyên truyền rằng là cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, các vị luôn tuyên truyền rằng là cộng sản sẽ ác ôn và tắm máu tất cả nếu chiếm được Sài Gòn. Và qua tất cả những bộ phim tài liệu mà trong nhiều ngày qua chúng ta đã được xem, các bạn có thấy cộng sản ác hay không? Tôi nêu ra vài vấn đề để các bạn có thể thấy, đó là nếu cộng sản mà tàn ác như những người đang chống cộng nói đó, thì liệu các vị có thể tuột quần tháo thân để mà chạy được hay không, khi mà năm cánh quân đã bao vây chặt thành phố và các trận địa pháo đã bủa lưới trên vùng trời, thì các vị có đủ điều kiện để đu càng hay không? Nếu thật sự những người cộng sản ác thì bao nhiêu chiếc máy bay các vị có thể chở người đu càng rời khỏi Sài Gòn? Nếu mà cộng sản thực sự là những người đuổi cùng giết tận, thì liệu họ có đánh, họ có giành giật dẫm đạp lên nhau, các vị còn đủ điều kiện để mà các vị dẫm đạp lên nhau trên các cái mạn tàu hay không? Các vị, nếu mà họ thật sự muốn tắm máu các vị đủ điều kiện để ra tới cái chiếc tàu để các vị bám vào mạn tàu để ra biển để trốn được không? Nếu cộng sản mà tàn ác thì hàng triệu lính ngụy có còn sống được đến bây giờ hay không? Và nếu quân giải phóng khi tiến vào Sài Gòn mà không hề mạnh, nếu chịu tắm máu không, thì các vị có ai còn sống như ngày hôm nay không? Tất cả những cái điều các vị đang tuyên truyền rằng là cộng sản tắm máu, cộng sản thế này thế khác, tới giờ này các vị có thấy tắm máu không? Và các vị hãy coi lại xem những người tù nhân cộng sản ở trong tù của những người gọi là Việt Nam Cộng Hòa của các vị đó, bước ra họ có được toàn thây hay không? Ai tàn ác hơn ai?
ngay cả thằng tù nha, bị những người cộng sản bắt được cũng còn cơm no hơn cả những người cộng sản. Đó là những gì mà tôi nghe chính miệng những người đã ở tù cho cộng sản nói lại. Người cộng sản không có ăn, nhưng mà tù cho cộng sản lại có ăn. Cái thứ hai tôi muốn nói các vị đó là các vị luôn nói rằng là Việt Nam Cộng Hòa giàu có và hoa lệ rồi văn minh là hòn ngọc Viễn Đông, nhưng mà các vị hãy xem lại xem có thật sự như vậy hay không, hay cái nơi mà các vị đang nói tới là hòn ngọc Viễn Đông đó là một cái trại lính khổng lồ với các ổ đĩ điếm và ma túy để phục vụ cho cái đám lính nước ngoài. Và dĩ nhiên nếu như các vị chỉ phục vụ cho đám lính nước ngoài thì nhân dân Việt Nam này là đối tượng bị kèm kẹp áp bức đến tận cùng, phải đi ăn xin, phải trộm cướp đầy đường. Vậy hoa lệ không? Hòn ngọc Viễn Đông không? Hiện đại không? Các vị nói là chế độ Việt Nam Cộng Hòa tốt không? Khi mà tổng thống, phó tổng thống, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các vị dân biểu đều là những tay trùm ma túy khét tiếng, tốt không? Việt Nam Cộng Hòa vô cùng tốt. Cho nên là từ tổng thống, phó tổng thống đến các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, các vị dân biểu đều là những tay trùm ma túy khét tiếng. Tệ nạn tham nhũng thì tràn lan, mà ngay cả thằng Mỹ nó cũng phải quỳ xuống nó lại. Các vị ngồi khen chế độ các vị đi, ngồi khen Việt Nam Cộng Hòa đi. Nếu không phải là tay sai bù nhìn thì làm gì mà trục lợi. Nếu nó là một thực tế, nó vì nhân dân này, nó được nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ cho nó, và nó vì nhân dân mà nó phục vụ, thì không có cái chuyện mà nó đi làm trùm ma túy đâu, phá hoại, tàn hại cái quốc gia của nó đâu. Nhưng bởi vì nó chỉ là một thằng đánh thuê, cho nên lợi dụng, tận dụng được bất cứ lúc nào để hôi của, để dơ dét được những cái tiền viện trợ của Mỹ cho bộ máy chiến tranh là nó làm. Các vị nói là gì? Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có anh dũng kiên cường, có thật sự là anh dũng kiên cường hay không? Hay chỉ là những cái thằng chết nhát đã từng tuột quần, dứt súng, dẫm đạp lên nhau mà chạy? Việt Nam Cộng Hòa các vị có phải là những người anh dũng không? Anh hùng không? Kiên cường không? Khi mà bị cộng sản mới vô thôi đã lột quần, cởi áo, sợ người ta nhận ra mình là lính. Đến khi ra trình diện cộng sản thì thằng lính thì khai là dân, thằng quan thì khai là lính, không dám nhận. Anh dũng kiên cường không? Có trách nhiệm với quốc gia dân tộc không? Có trách nhiệm với cái chính thể mà các vị gọi là chính quyền đó không? Vậy mà gọi là chính quyền à? Đó chỉ là những thằng chết nhát tụt quần cởi áo sợ giặc, gọi cộng sản là giặc còn sợ. Chính các vị đã tuyên truyền cộng sản cho tắm máu, cộng sản sẽ thế này thế nọ, ác ôn thế này thế kia. Các vị tuyên truyền đến mức độ các vị tin luôn cả những cái điều các ban tâm lý chiến của các vị tổ chức ra. Cuối cùng thì anh dũng kiên cường gì? Đó chỉ là những thằng chết nhát. Mà tới ngày nay một số thằng lại còn dơ dê, còn vơ vô mình cái thân phận chết nhát hèn kém, khi mà cứ mỗi năm đến 30 tháng 4 thì lại mang cái bộ đồ lính Việt Nam Cộng Hòa vô mặt, đi ra nghĩa trang Biên Hòa phúng giếng cái này phúng giếng cái kia. Tôi thấy giống như mấy đứa mặc vàng mã ra đó đốt thì đúng hơn. Đấy, binh lính Việt Nam Cộng Hòa có nhân từ khi họ nói như họ đã từng nói hay không, hay chỉ là những thằng lính đánh thuê cầm súng bắn vào đồng bào? Lính Việt Nam Cộng Hòa bắt nạt người dân, cướp bóc của người dân, hiếp đáp người dân, hãm hiếp phụ nữ, giết hại trẻ con, tàn bạo với tù nhân. Khi mà bị quân giải phóng đánh thì chạy hơn là chạy dịch. Như vậy thì các chị hỏi coi, lính Việt Nam Cộng Hòa có nhân từ không? Tôi thấy nếu lính Việt Nam Cộng Hòa mà nhân từ chắc dân không có nuôi cộng sản đâu. Cộng sản mà núp nhà dân chắc dân chỉ hết rồi.
Đó. Tôi lại hỏi các vị là quân giải phóng có ác không? Các vị có thấy là khi tiến quân vào Sài Gòn thì quân giải phóng được nhân dân Sài Gòn mang cờ hoa chào đón một cách nồng nhiệt, dẫn đường cho quân giải phóng và hỗ trợ giúp đỡ quân giải phóng ổn định tình hình trật tự trong thành phố ngay những ngày đầu tiên. Có nghĩa rằng họ biết tới những người cộng sản, họ biết tới quân giải phóng từ trước rất lâu rồi. Các vị có bao giờ nghe ai phàn nàn về quân giải phóng đi cướp gà trộm chó giống như Việt Nam Cộng Hòa không? Nhân dân Sài Gòn có ghét cộng sản như mà các vị nói không? Hay là nhân dân đã nồng nhiệt chào đón giúp đỡ quân giải phóng vận động binh sĩ ra đầu hàng? Hay là chính nhân dân Sài Gòn đã giúp đỡ chính quyền mới để bảo vệ những tài sản của đất nước, thu gom vũ khí và dọn dẹp đường phố, ổn định tình hình trật tự cho thành phố? Thế nhân dân Sài Gòn có ghét cộng sản không? Có ghét quân giải phóng không? Đó là những gì mà chúng tôi và các bạn đã thấy trong những ngày qua, trong những phim tài liệu mà chúng ta đã xem được. Nói như thế để những cái người đang có cái tư tưởng chống phá đặt ra cho các vị một số những câu hỏi như thế, để các vị thấy rằng là ngày 30 tháng 4 là ngày trọng đại của đất nước chúng ta, là ngày mà các vị đã bỏ đi được cái thân phận tay sai nô lệ đánh thuê cho chính thằng xâm lược mình là thằng đế quốc Mỹ. Đó là cái ngày mà các vị bỏ đi được cái thân phận tay sai nô lệ của mình, là ngày các vị đã rũ bỏ đi cái bộ quần áo đánh thuê cho giặc, đạp nó xuống vũng bùn của lịch sử để các vị ngoi dậy trở thành một con người mới, để cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, cùng đất nước này phát triển, cùng đất nước này tiến lên, phát triển nhiều hơn nữa. Chứ không phải như ngày hôm nay các vị ra rã ngày này, cứ đến dịp lễ, những ngày kỷ niệm lịch sử các vị lại xuyên tạc và bịa đặt. Cái đó là cái điều mà thứ nhất là tôi muốn nói, là tại vì trong mấy ngày qua tôi nghe rất nhiều các luận điệu của một số người không? Cứ ngày ngày lên mạng xã hội tuyên truyền. Và tôi nói hôm nay tôi mở chặn cho tất cả các bạn là để cho các bạn có điều kiện để tranh luận. Tôi không muốn nghe và không thích nghe tất cả những cái gì gọi là chửi bới. Chửi bới không phải là cái mà tôi muốn nghe. Tôi chỉ muốn biết các bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề mà tôi đặt ra cho các bạn. Do đó cho nên tôi cài đặt chế độ là không cho các bạn chửi bới thế thôi. Ngay cả tin nhắn, nếu các bạn nhắn tin, những điều mà các bạn nhắn mang tính chất trao đổi, tranh luận, mang tính chất xây dựng, tôi đồng ý cùng với các bạn trao đổi. Còn nếu như các bạn chỉ là những câu từ miệt thị, gọi là chém chuối, nào là cái này cái kia, thì xin lỗi, đó không phải là cái điều mà tôi cần thiết, bởi tôi không có thời gian. Tôi lên đây là để tôi phản bác các luận điệu xuyên tạc. Các bạn nêu ra những quan điểm nào mà tôi thấy đúng, tôi sẽ nghe, lắng nghe các bạn. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Thì hôm nay tôi đang nói với các bạn vấn đề mà các bạn đã xuyên tạc bịa đặt về ngày 30 tháng 4. Đối với tuổi trẻ chúng tôi, đó là ngày đất nước thống nhất. Đó là ngày mà không còn chiến tranh nữa. Đó là ngày mà chúng tôi có được cái tương lai tươi đẹp như ngày như hôm nay đây. Nếu không có, nếu chiến tranh chưa được kết thúc, ngày hôm nay tôi vẫn là có thể vẫn là con người của miền Nam và vẫn đối đầu với miền Bắc, và Bắc Nam vẫn không thể sum họp được với nhau, và đất nước này vẫn chia rẽ, dân tộc này vẫn chia rẽ. Nhưng nhờ vào ngày 30 tháng 4 mà anh em Nam Bắc đã một nhà, đất nước này đã trọn vẹn. Cái gì còn đấu tranh chúng ta tiếp tục đấu tranh, cái gì chúng ta phải có được thành quả, chúng ta cần ca ngợi thành quả đó để chúng ta lấy lên sức mạnh của mình, củng cố sức mạnh của mình để chúng ta đấu tranh tiếp tục. Hôm nay chúng ta còn đấu tranh với Trung Quốc về biển đảo, đó là vấn đề chúng ta phải làm, chúng ta cần làm. Nhưng mà cái chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 này là cái mà tôi muốn nói ngay lúc này. Đó là điều tôi muốn nói. Cái thứ hai đó là tôi muốn nói với các bạn, đó là về vấn đề cái Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ở đây tôi muốn nói tới niềm tin tín ngưỡng thôi. Thì thưa các bạn, đối với cái tín ngưỡng thì cá nhân tôi cho rằng tất cả mọi người chúng ta khi mà đến với một tôn giáo, chúng ta đang tìm tới sự bình yên. Đối với Phật giáo thì tôi nghĩ rằng
những người này đang muốn có được cái kiếp sau tốt hơn và nhẹ tội hơn ở dưới cái địa ngục. Đó là cái cách người ta đến với Phật giáo, là làm cho người ta thanh thản hơn, là làm cho người ta tốt đẹp hơn. Để chi? Để người ta giác ngộ được. Giác ngộ được là mình cần phải làm việc thiện, việc lành, việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ và giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Đó, điều đó để giúp cho bản thân của mỗi một người được trở nên trọn vẹn và tốt đẹp, để khi mà chết đi, chúng ta gọi là xuống tới quả ngục, địa ngục gì đó, chúng ta lại được xem xét có được lên trời hay không, hay là được kiếp sau tốt lành, tốt đẹp. Đó gọi là cái nhân quả của đạo Phật, mà tôi hiểu như thế. Còn đối với những người theo đạo Công giáo hay tất cả các tôn giáo thờ Chúa, thì tôi cho rằng cái cốt lõi đó chính là làm sao để bỏ đi tất cả những cái dục vọng của mình để đến với Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu bảo một anh thanh niên giàu có rằng anh hãy bỏ hết của cải của mình và theo ta, đem của cải phân phát hết cho người nghèo và theo ta, anh viên thanh niên đó đã không đồng ý. Và Chúa Giêsu đã nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Cho nên mới thấy rằng đối với những người ham vật chất, còn có sự ích kỷ bản thân, ham muốn, dục vọng, thì những người đó không phải là những người tu hành, và những người đó cũng không phải là những người theo đạo. Do đó cho nên thấy rằng là trong thời gian qua, một số người lợi dụng tôn giáo để cho uống nước thánh này, rồi cho các nghi thức tôn giáo khác, để mong muốn rằng được lên trời, uống nước thánh vô rồi nhìn thấy Chúa rồi bay lên trời. Những cái đó là những cái ham muốn. Mà đối với cái sự ham muốn đó chính là cái sự tham lam của cải trần gian. Chúa Giêsu đến đây muốn chúng ta bỏ đi hết những cái của cải trần gian, chính là bỏ đi hết tất cả những cái tội lỗi, để chúng ta đến với Thiên Chúa một cách trong sạch. Bởi đối với Thiên Chúa, những kẻ nào mang thật nhiều của cải thì nó sẽ là những kẻ không thể cất cánh bay lên thiên đàng được. Khi đến với của cải đến, chính là ta đang đến với sự tham lam. Mà đến với sự tham lam thì chúng ta đã mất đi Thiên Chúa. Do đó nên trong giáo hội Công giáo có câu là gần cha thì xa Chúa. Khi bạn quá kính ngưỡng một vị linh mục thì bạn sẽ không bao giờ đến được với Thiên Chúa. Bởi vì Chúa nói là các ngươi không được thờ ai ngoài ta. Đó, nhưng mà các bạn lại quý trọng ông cha thì như thế các bạn càng xa Thiên Chúa nhiều hơn. Do vậy nên khi các bạn gần với của cải bao nhiêu, các bạn dục vọng của các bạn muốn được lên thiên đàng bao nhiêu, thì chính các bạn sẽ ngày càng đi xuống quả ngục nhiều hơn. Cho nên là cái tâm tư tình cảm của mỗi một người Công giáo đó là cho đi. Đó là sự cho đi. Đến với Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa chỉ dạy ta hai điều thôi, là kính Chúa và yêu người. Những cái việc khác không quan trọng. Kính Chúa như thế nào là kính Chúa, yêu người như thế nào. Do đó cho nên những cái gì của cả Tin Lành và của cả Công giáo, cả hai tôn giáo này mà nó làm khác đi, khác đi hai cái gọi là kính Chúa và yêu người, thì chắc chắn rằng đó là tà giáo, không phải là thờ Thiên Chúa. Đối với giáo hội Công giáo là như thế, Tin Lành cũng như thế. 10 điều răn tóm về hai việc đó là kính Chúa và yêu người. Chúa Giêsu nói ta đến đây không phải phá bỏ bất cứ lề luật nào mà để kiện toàn. Và hôm nay Chúa nói là ta dạy cho anh em một điều răn mới, đó là các ngươi hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu nói rằng trong Kinh Thánh cho rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của nhân loại. Và như thế mỗi một con người biết vì anh em của mình, biết vì nhân loại, biết vì mọi người xung quanh mà hy sinh bản thân mình để xây dựng nhau, để cho tốt lành hơn. Thì đó chính là cái điều mà Chúa Giêsu mong muốn, đối với giáo hội cũng mong muốn điều đó. Cho nên là những cái nghi thức tôn giáo, như là trong giáo hội Công giáo có nghi thức bẻ bánh, nghi thức dâng rượu, thì đó là nghi thức mà Chúa Giêsu nói là các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Nghĩa rằng là trong giáo hội cũng chỉ mang tính chất làm lại điều đó để nhớ tới Chúa Giêsu, tưởng niệm đến Chúa Giêsu. Tất cả mọi nghi thức thánh lễ của giáo hội Công giáo cũng y như vậy mỗi ngày. Do đó cho nên là những cái người mà đem cho rằng là đọc một cái câu kinh thần chú nào đó, đọc một cái câu gì đó, trùm khăn lên đầu, làm các cái nghi thức tào lao để lượt lên thiên đàng là tầm bậy. Bởi người Công giáo cũng như người Tin Lành có nói đức tin không có thực hành là đức tin chết. Mà thực hành đức tin của người Công giáo chính là việc kính Chúa và yêu người. Như thế nào là kính Chúa? Như thế nào là yêu người? Thực hiện hai điều đó là lên thiên đàng. Đừng bao giờ nghĩ rằng cầm cái khăn lên đầu uống miếng nước thánh thì lên thiên đàng.
còn tham quá, còn dục vọng nhiều quá, muốn cuộc sống đời này tốt đẹp thì không bao giờ lên thiên đàng được. Bởi Chúa nói cái người giàu vào nước Thiên Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Như vậy thì các bạn đang cố gắng tạo của cải ở trần gian này bằng cách đi vô cái hội thánh Đức Chúa Trời, được hưởng cái này, được hưởng cái kia. Như thế các bạn đang tìm cái vật chất cho bản thân mình. Và khi tìm vật chất cho bản thân mình, chính là các bạn đã trở nên nặng nề hơn và không thể nào siêu thoát được. Tôi dùng từ siêu thoát của Đạo Phật. Cho nên là tôi mới thấy là nhiều bạn có nhiều cái điều tín ngưỡng mang cái gọi là mê tín dị đoan. Tôi nói nếu các bạn tín ngưỡng với lại mà đối với giáo hội công giáo thì chúng ta cần phải lao động nhiều hơn để cho giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là con của một ông thợ mộc tên là Giuse, và cuộc đời Chúa Giêsu cũng là một vị thợ mộc. Không, chúng ta thấy là giáo kinh thánh chỉ nói với chúng ta 3 năm Chúa Giêsu đi giảng dạy, giảng đạo, chứ chúng ta chưa nghe được 30 năm trước đó Chúa Giêsu sống với gia đình mình như thế nào, nghề nghiệp ra sao, đúng không? Chúa Giêsu vẫn là một con người và một thanh niên biết lao động, và từ lao động nuôi sống bản thân, và như thế mới là một người có giá trị cho xã hội. Cho nên là như bạn, một số bạn nói, để đạt được cái hạnh phúc chúng ta buộc phải lao động, để đạt được cái vật chất chúng ta phải lao động, để đạt được cái hưởng thụ tinh thần các bạn phải lao động cực khổ để có vật chất, và từ khi có vật chất các bạn mới có thể hưởng thụ để nâng cao tinh thần của mình lên. Do đó cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cứ bước vô nhà thờ, cứ cầu nguyện là các bạn sẽ được lên thiên đàng. Tất cả mọi cái đều phải thực hành. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh bản thân mình để cứu độ nhân loại. Như vậy thì đó là một hành động, hành vi mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Do đó cũng vậy, các bạn cũng vậy. Muốn lên thiên đàng thì hãy đi ra ngoài đường, giúp đỡ mọi người, lao động chân chính để cho bản thân mình giàu có lên, để cho bản thân mình tốt đẹp lên và giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Đó, như thế các bạn đã làm cho rạng danh Thiên Chúa, bởi người ta nhìn vô người công giáo nè, người tin lành nè, biết lao động nè, biết sản xuất nè, biết giúp đỡ người khác nè, chính là do Chúa đã dạy họ như thế. Cho nên đó là một cái hành vi mà các bạn đã kính Chúa, mà như thế các bạn đã được lòng của Thiên Chúa, và vào ngày sau hết các bạn được Thiên Chúa cất nhắc lên thiên đàng với người. Đó chính là cái điều mà giáo lý của công giáo và tin lành đều dạy như thế. Còn những cái trường hợp mà các bạn thấy như mấy ngày qua là cứ vô chùm khăn lên đầu uống nước thánh để đòi lên thiên đàng là cái đồ tào lao. Công đức gì mà lên thiên đàng? Ngồi đó tụng kinh gõ mõ không lên thiên đàng được đâu. Tụng kinh gõ mõ trong chùa cũng không thể đắc đạo được đâu. Các bạn phải ra ngoài chợ ngồi và dòm cái người quán cá ngoài chợ, họ chửi lộn như thế nào, cái tâm mình như thế nào đối với sự việc xấu xa, mình là người như thế nào, có phản ứng với cái xấu xa hay không, đứng trước cái xấu mà mình còn không biết giúp đỡ cho người tốt, thì như thế chính mình là cái kẻ không thể nào đắc đạo thành Phật được. Muốn đắc đạo được thành tiên thành Phật thì chính mình phải là cái người tốt nhất. Mà để mình tốt nhất thì phải biết xây dựng cái người kế bên mình nó tốt nhất. Các bạn không đóng góp cho xã hội mà các bạn đòi lên thiên đàng thì làm gì có. Không đóng góp cho xã hội, không làm rạng danh Thiên Chúa mà các bạn đang làm xấu hổ thêm giáo hội của mình. Vậy thì bây giờ là chừng nào được lên thiên đàng? Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chửi nhà nước, xuyên tạc, bịa đặt, nói dốc, nói láo. Dòng Chúa Cứu Thế bây giờ cả cái nước này phỉ nhổ. Làm sao những người đó lên thiên đàng được? Mà nếu như những người đó không lên thiên đàng được thì làm gì giáo dân của họ lên thiên đàng được? Và ta nói là đức tin không có thực hành là đức tin chết. Tin vào Chúa lại phải biết thực hành lời Chúa. Thực hành lời Chúa chỉ có hai thứ thôi: kính Chúa và yêu người. Các bạn đi ra làm xấu hổ Thiên Chúa thì không gọi là kính Chúa. Đi ra đường mà người ta chửi vì bạn mà người ta chửi giáo hội, chửi Thiên Chúa thì các bạn chưa kính Chúa. Đó là mấy điều mà tôi muốn nói về vấn đề tín ngưỡng, để các bạn thấy rằng là cái hội thánh Đức Chúa Trời tới giờ này nó tệ hại mức độ nào rồi. Mà giờ này bao nhiêu con người, học sinh, sinh viên đứa, rồi lên trên mạng xã hội này bao nhiêu đứa, nó đi tuyên truyền, nó đi vận động người này người nọ tham gia. Đấy. Chính quyền người ta đã có cảnh báo, và chính chúng ta cũng cảnh báo lẫn nhau, và chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta tố giác tội phạm. Đây là những kẻ tội lỗi, phá hoại tôn giáo của chúng ta. Tôi khẳng định với các bạn tin lành và công giáo là đây là những kẻ phá hoại tôn giáo của chúng ta. Nó trên nền tảng giáo lý của giáo hội công giáo và tin lành,
nó làm cho người ta nghĩ rằng đó là tà giáo. Và như thế thì khi người ta đã nghĩ giáo, cái nền tảng giáo lý mà lấy từ chúng ta mà thành tà giáo rồi, thì người ta sẽ phỉ nhổ cả tôn giáo chúng ta, đó là Công giáo và Tin lành. Nó đang lấy cái tính chất bắt cầu, nó xấu, nó là bạn mình mà nó xấu thì người ta suy ra mình cũng xấu. Cho nên là chúng ta thấy nó hiện tại chính là nó là những kẻ phá đạo, phá cái tôn giáo của chúng ta. Vì vậy cho nên các bạn tôn ở Tin lành và Công giáo cần phải nhìn rõ sự việc, và các bạn phải cùng nhau phát hiện, đấu tranh với nó và tố giác nó cho chính quyền, để chính quyền cùng với chúng ta xử lý thật đích đáng những cái tội lỗi mà cái đám mượn danh, mượn đạo tạo đời này. Chúng ta chưa nói vấn đề chính trị, nhưng ta nói trước mắt là vấn đề ở đây là nó đang phá hai tôn giáo chúng ta. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Còn đó là mấy cái điều mà hôm nay tôi tâm tư tình cảm với các bạn. Mỗi ngày có điều kiện tôi sẽ cùng với các bạn nói chuyện với nhau. Tôi cũng không có thời gian rảnh nhiều để có thể cùng lên mạng với các bạn nhiều. Và tôi nói rằng là tôi rất quý những bạn có những cái đóng góp, đóng góp cho tôi cũng như xây dựng tôi một cách tốt đẹp hơn, chứ không phải là lên đây chửi bới. Các bạn chửi bới tôi nghe không được, bởi vì tôi không phải là người mà thích nghe chửi. Các bạn nói đúng tôi chắc chắn nghe tiếp thu, còn các bạn chỉ là chửi tục tiểu hay là xúc phạm cá nhân tôi thì xin lỗi, tôi không, đó không phải là cái điều mà tôi có thời gian lên đây ngồi nghe. Có thời gian tôi nghe, tôi xem phim, có thời gian tôi đọc báo, có thời gian tôi làm những việc tốt đẹp hơn, chứ không có thời gian lên đây ngồi nghe các bạn chửi. Thế nha.